Kính lạy Đức Thế Tôn, lòng từ bi vô lượng, thọ nhận món nâm độc, độ thợ sắt cun đa. Kính lạy Đức Thế Tôn, lòng từ bi của Ngài là mặt trời soi chiếu, xóa tan các hiểm nghi. Người là mặt trời soi chiếu, xóa tan các hiểm nghi. Hiểm nghi bậc thánh thân không bệnh, hiểm nghi thân bệnh không đạt đạo. Thế Tôn lòng từ bi tao vời, Thế Tôn bậc đạo sư độ đời. Thế Tôn lòng từ bi của Ngài cho chúng con mãi mãi an lành thanh Kính lạy Đức Thế Tôn, lòng từ bi vô lượng, thọ nhận món nâm độc, độ thợ sắt cun đa. Kính lạy Đức Thế Tôn, lòng từ bi của Ngài là mặt trời soi chiếu, xóa tan các. Người là mặt trời soi chiếu, xóa tan các hiểm nghi bậc thánh thân không bệnh, hiểm nghi thân bệnh không đạt đạo. Thế Tôn lòng từ bi tao vời, Thế Tôn bậc đạo sư độ đời. Thế Tôn lòng từ bi của Ngài cho chúng con mãi mãi. Thế Tôn bậc đạo sư độ đời, Thế Tôn lòng từ bi của Ngài cho chúng con mãi mãi an lành thanh thành công xuất gia thôi. Con đường chân chánh có 8 chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Bát chánh đạo giúp chúng sanh tại gia hay xuất gia cùng hướng đến một đời sống cao thượng hạnh phúc. Bát chánh đạo lại là nền tảng chánh giác, là căn bản của giải thoát, giác ngộ. Những bậc hiền trí nương theo 8 phương tiện này để đi đến niết bàn, Phật quả. chúng sinh rơi trong đêm rằm tháng hai. Như Lai nhập niết bàn giữa xa la sông Hằng, ai là người dẫn đường? Chúng con biết nương tựa vào đâu khi Ngài đã nhập giới. Như Lai xin chỉ cho con biết, con biết nương tựa vào đâu. Và nước mắt đã ngừng lăn, lời Như Lai căn dặn, hãy lấy giới làm thầy, từ đế làm ngọn đèn, thực hành tứ niệm xứ. Ngày đêm không chần chừ, thương niệm thương tinh tấn sẽ thoát mọi khổ đau. Lời gì giáo cuối cùng Như Lai đã căn dặn, hãy lấy giới làm thầy, chánh pháp làm ngọn đèn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sinh. Lòng từ của Đức Thế Tôn đến tình lưu xa lời, ban bố pháp nhân thiên, làm ruộng phương biên tươi tốt, hạnh phúc cho muôn loài. Phật bảo A Nan cùng đại chúng: sau khi ta nhập niết bàn, tất cả chúng sanh hoặc thiên thượng hay nhân gian được xá lợi của ta mà vui mừng thương cảm, cung kính lễ bái cúng dường, thời được vô lượng vô biên công đức. Này A Nan, nếu thấy xá lợi của Như Lai, thời là thấy Phật, thấy Phật là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy Tăng, thấy Tăng là thấy Niết Bàn. A Nan nên biết rằng do nhân duyên trên đây mà Tam Bảo thường trụ không biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho tất cả chúng sanh. Tứ chúng nhân thiên đem xá lợi của Như Lai đựng trong bình thức bảo, xây dựng tháp thức bảo để cúng dường xá lợi, có thể làm cho chúng sanh được công đức lớn, lìa khổ ba cõi đến vui Niết Bàn. Quan niệm trong bao kiếp tu hành, lòng từ của Đức Thế Tôn đến tình liêu xa đời, ban bố pháp nhân thiên, làm ruộng phương biên tươi tốt, hạnh phúc cho muôn loài, làm ruộng phương biên tươi tốt. Xá lời đảnh lễ thần xá lời, ta đảnh lễ Như Lai là diện kiến Như Lai. Ôi bậc cha lành khấn ca, từ bi thân xá lời, phước máu tới khắp nhân thiên. Ai cũng dương xá lời, chiêm bái cùng đảnh lễ xá lời Phật Thích Ca. Dù xá lời nhỏ như hạt cải hay hạt vừng, khai thông nguồn trí tuệ, phước báo tôn trời cao. nhấp phố dư niết bàn. Bậc hiền cùng người trí, đảnh lễ kim thân xá lời, diện kiến Đức Như Lai là diện kiến Như Lai. Ôi bậc cha lành Thích Ca, từ bi thân xá lời, phước báu tay không nhân thiên, hơn muôn ngàn châu báu tinh quý vượt kim cương, muôn sinh phước cho đời xá lời kim thân Như Lai. Chiêm bái kim thân xá lời, đảnh lễ kim thân xá lời là đảnh lễ Như Lai, là diện kiến Như Lai. Chiêm bái kim thân xá lời, đảnh lễ kim thân xá lời là đảnh lễ Như Lai, là diện kiến